Xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em được hai cây mai bạch mai đọt hồng gốc bướng nha cả nhà. Này dáng bay không nha. Đây là một cái cây số 1, đây có cái đuôi luôn á. Cây này có cái đuôi luôn nè. Hoành là 15, cao là 37 nha cả nhà. Cây số 1 này em ghép được hai mắt bo nha. Hai mắt bo. Rồi, thì cái này á, khi non thì đọt nó sẽ màu hồng, và khi mà nó già thì nó sẽ trở màu xanh nha cả nhà, và màu xanh cảm hạch như thế này nha, màu xanh như thế này. Rồi đây, và cây này thì em bán với giá là 750.000 nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là cây bạch mai đọt hồng ha. Rồi, tiếp tục là cây số 2. Đây, cây số 2 nó cũng có một cái dáng bay nha cả nhà. Thì cây này ghép được 3 mắt bo, cây này rất là xum xuê luôn nha. Cây này thì em bán với giá là 800.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho